trà trái cây siêu ngon nè mọi người ơi. Hôm nay bé Lâm nhắc mọi người đi uống nha. Trà trái cây của Multi sau một năm rất là hot thì sẽ như thế nào? Chị tự đi lấy hết mấy nguyên liệu này luôn hả chị? Đúng rồi. Thì một mình chị chở hết luôn. Đúng rồi, mình chở hết luôn. Thì thật ra là cũng có giao cho người ta đi chở trái cây giùm mình. Thì một ngày thuê là 200 ngàn đó. Người ta chở nhưng mà người ta không có lựa. Đi mấy lần á xong rồi chị không có để người ta ấy nữa, chị tự đi á. Tất cả những cái trái cây mà chị bán chị đều lựa từng trái hết. Đúng luôn. Rồi, chị phải lựa. Chi nhánh chính của mình á là tên là Multi. Đúng rồi. Mà bên đây tên là Ngon Ti. Nó lớn cứng á chị. Nó lớn cứng ở chỗ là chị đăng ký cái bản quyền. Sao hồi đợt á chị không bán hình thức bên vậy? Chị thấy có mấy quán kia bán hình thức bên là bán 10 ngàn nó mắc quá. Nếu mà chờ ví dụ như bây giờ siro ổi nó tiết ra như đây đúng không? Thì bán hình thức bên á nó hụt cái cóp lại. Thành ra thấy dư cái nước siro ổi, thành ra mình mang cái siro nổi đi được bỏ. Thức bên là ví dụ thêm một giá như vậy thì một ly của chị cũng một giá như vậy luôn. Mỗi lần qua đây á muốn ăn thêm cái dưa lưới á mọi người. Cái dưa lưới mà của chị làm á là em phải mua 2 ly. Đó, thành thử ra em uống em cũng no lắm. Nhưng mà tại vì em thích ăn topping quá. Tôi á là một fan trung thành ở bên này. Bình thường là tôi sẽ ghé chi nhánh Tân Bình, nhưng mà hôm nay chị đã mở bên Tân Phú cho nên tôi ghé qua luôn cho tiện. Tất cả các loại trà trái cây của quán đều là do chị tự làm hết luôn nha mọi người, cho nên rất là chất lượng luôn. Đặc biệt á là các loại trái cây bên này nó cứ chua chua, ngọt ngọt và giòn giòn, kiểu ăn đã miệng lắm. Trà ổi á thì vị không có bị quá ngọt nha, ổi giòn mà rất là thanh. Mà đặc biệt á, các em qua hậu trong lòng tôi đó chính là món trà dưa lưới. Cái miếng dưa lưới ở bên chị á là ở ngoài nó giòn giòn, ở trong á thì nó vẫn giữ nguyên được cái hương vị của trái cây. Hôm nay ghé quán thì tôi mê thêm một món mới, đó là trà xoài chanh dây. Cái miếng xoài nó cũng tươi, nó giòn sực sực mà nó chua chua ngọt ngọt. Ngoài ra thì quán cũng có trà nhãn, trà cam và trà hibiscus nha. Quán có biếu mọi người thạch dược, nhà tự nấu và